Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Tâm Ban. Có rất nhiều khách hàng hỏi Ngọc Tâm Ban là với cái phân khúc trên 50 triệu đồng thì nên lựa chọn dòng nào, và quan trọng nhất là lựa chọn được cái chiếc ghế phù hợp với gia đình của mình. Thì ngày hôm nay Ngọc Tâm Ban sẽ giới thiệu với các bạn phân khúc trên 50 triệu đồng. Thì lý do tại sao chúng ta sẽ chọn Furikyo AS1000 này thay vì chọn những dòng Panasonic hay là những cái thương hiệu ghế khác, và đặc biệt là tại sao chúng ta lại chọn ghế massage nội địa Nhật thay vì chọn những chiếc ghế massage đang bán ở siêu thị bình thường. Thì hôm nay Ngọc Tâm Ban sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc Furikyo AS1000. Thì trước tiên chúng ta hãy nhìn về tổng quan hình thức bên ngoài, sau đó chúng ta sẽ nói về tính năng. Thì ở đây Ngọc Tâm Ban giới thiệu với các bạn là thực sự là cũng lâu chúng ta mới có thể lên sóng được một chiếc mà nó đẹp như thế này. Thì như các bạn có thể thấy, như Ngọc Tâm Ban đánh giá chiếc này nó còn khoảng độ tầm 95% đấy các bạn nhé, từ catalog hướng dẫn của nhà sản xuất cho đến những cái màn hình ở đây, bản này đây thì màn hình cảm ứng, rồi tay ra đỡ điều khiển, và quan trọng nhất là các bạn sẽ nhìn hình thức của nó này, da rất là còn căng đó. Đây hình thức tổng quan bên ngoài đây. Như chiếc này thì phải nói là một chiếc cũng thuộc dòng là đẹp xuất sắc. Và ở đây thì Furikyo chúng ta sẽ nhìn thấy cái mã của nó ở đây là AS1000 đó, bản này là bản Made in Japan đây đó, Made in Japan đây, và đây là cái mã sản xuất của nó đây, ăn 90W khi mà chạy sưởi và 130W khi mà chúng ta chạy sưởi hoàn toàn, và 40W khi chúng ta hoạt động bình thường đó. Thì đó là một số cái thông số cơ bản. Và đặc biệt ở đây thì sẽ giới thiệu với các bạn là dòng Furikyo AS1000 này thì nó có những cái tính năng gì. Thì đây là bản đầu tiên mà họ thay đổi cái ngôn ngữ thiết kế, tức là ngôn ngữ thiết kế như trong dân kỹ thuật bọn mình, đó là ngôn ngữ thiết kế tay hình cánh chim, tức là hai cái cánh nó sẽ bóc tách ra. Thì đây là bản chuyên sâu về vật lý trị liệu, tức là tới cái bản từ 970 nên là họ đã lên con AS1000 này. Thì bản này cái con lăn của nó nâng cấp hơn, tức là cái động tác massage của nó đã đạt cái hiệu suất tốt hơn, là nó đi chuyên sâu được 12,5 cm, tức là cái độ bấm huyệt của nó đi sâu hơn, và cái cảm biến của nó cũng là tăng lên, cái cường độ cảm biến nó tăng gấp 3 lần so với dòng 970. Và đây nó có các cái bài tự động bao gồm từ bài 30 phút đấy, màn hình cảm ứng này, đây là những cái bài 30 phút này. Trong bài 30 phút này thì nó sẽ có bài VIP này, đó, bài nhẹ, rồi là bài toàn thân, rồi là bài bóp hơi chuyên sâu, hoặc nó có các bài, đây là bài toàn thân này, bài kéo giãn cột sống này, rồi là bài chuyên về vai này, đây là bài là bộ nhớ theo từng người, hoặc ở đây là bài chuyên sâu về mông, rồi là nó có thêm cái phần hay nữa là cái bài 7 phút, tức là cái bài này dành cho ai mà mong muốn là cơ thể nó không mệt mỏi quá và chúng ta chỉ muốn ngồi thư giãn một chút thôi, thì chúng ta sẽ ấn vào bài 7 phút này. Là bài này được gọi là massage nhanh đó. Ở bên Nhật thì họ tính toán rất là kỹ. Rồi đây là các cái bài chế độ vùng. Rồi trong cái phần cài đặt này thì chúng ta có thể chuyển đổi từ tiếng Anh sang từ tiếng Nhật sang tiếng Anh, hoặc là ngược lại đó, nó cũng rất dễ sử dụng. Rồi thêm cái vấn đề sưởi hồng ngoại đó. Rồi là các cái phần kéo giãn ở đây thì Furikyo thì đặc biệt như mọi người cũng đã biết, đó là về vấn đề vật lý trị liệu. Thì với những cái tính năng như vậy mà với phân khúc trên 50 triệu đồng này, thứ nhất là chúng ta được một con ghế rất là hình thức rất là đẹp, thì nó ôm sát cơ thể và họ không làm quá hài hòa, nhất là các bạn để ý cái phần eo này đấy, họ thiết kế rất ôm sát cơ thể, nên là cái vấn đề mà khi mà massage vào cái vùng lưng ấy, hay là cái vùng mà cần về cái vấn đề là vật lý trị liệu ấy, thì nó rất là tốt, bởi vì nó ôm sát thì nó tạo ra cái vấn đề cái độ dơ giữa con lăn khi làm việc tới phần lưng cần làm việc ấy, nó sẽ sát hơn. Và cái vấn đề tiếp theo nữa là dòng Furikyo này thì họ nghiên cứu rất là kỹ, là thường thường những ghế Nhật ấy, thì các bạn phải hiểu rằng là nó chỉ massage từ phần lưng cho đến phần cổ thôi, từ phần lưng cho đến phần cổ và phần đầu thôi, nó không massage từ phần mông cho đến phần chân, mà từ mông cho đến chân nó sẽ luôn liên tục dùng túi khí. Bởi vì lý do tại sao, các bạn phải hiểu là từ phần xương cụt cho đến phần chân của chúng ta nó là các khối cơ mềm, nếu chúng ta tác dụng con lăn vào đó thì nó sẽ tạo tổn thương cho cái phần cơ mềm đó, và nó không tạo được cái hiệu quả
massage mà nó sẽ tạo ra tổn thương, mà chủ yếu là chúng ta sẽ massage từ vùng lưng cho đến phần đầu. Thì đây là cái video mà Japan giới thiệu về chiếc Furikyo AS 1000 để cho các bạn có thể là đưa ra cái lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình. Bởi vì đây là nếu mà phân khúc trên 50 triệu đồng thì thực sự là Furikyo AS 1000 nó được cả về hình thức, về tính năng, về công dụng. Đấy, rất nhiều yếu tố về rất nhiều yếu tố để các bạn có thể lựa chọn cái chiếc này để cho gia đình mình. Thì nếu bác nào cần nhu cầu thì hãy liên hệ với Ngọc Japan theo số điện thoại 0974945555. Mình sẽ gửi ảnh chi tiết cũng như là tư vấn cho các bạn để làm sao các bạn lựa chọn được chiếc ghế phù hợp nhất với cái mức giá trên 50 triệu đồng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.